Xin chào các bạn, mình là Tính và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn 6 phút xỏ lưới cầu lông một cách nhanh nhất và đơn giản nhất. Và trên tay tôi hiện nay là một cây vợt cầu lông, một bộ lưới và dụng cụ của chúng ta rất đơn giản là một cái kìm cắt. Và chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên chúng ta sẽ cắt, dùng kìm để cắt và lấy lưới ra. Và tiếp tục chúng ta sẽ xả đều lưới. Chúng ta sẽ thể xả đều tay, nếu không chút nữa các bạn sẽ bị rối dây và các bạn sẽ bị làm mất thời gian khi xỏ lưới. Chúng ta sẽ xả đều tay. Và chúng ta bắt đầu và tôi sẽ tới gần để các bạn dễ dàng quan sát hơn. Và chúng ta sẽ xác định tầm dưới và tầm trên. Các bạn thấy rõ, tầm dưới thì rất đơn giản, nó nằm ở giữa thân cây vợt, tầm giữa, lỗ giữa thân cây vợt. Và tầm trên thì hầu như phải đến 80-90% thì cây vợt nào cũng sẽ có những cái điểm để chúng ta dễ dàng phân biệt. Tầm trên nó sẽ có một cái điểm chấm màu đen, ví dụ như cây vợt Naray Speed tôi đang cầm thì tầm trên của nó có một cái điểm chấm màu đen các bạn nhé. Các bạn phải xác định tầm cho thật chính xác thì khi chúng ta xỏ đúng, khi chúng ta lên lưới thì sẽ không bị hư vợt và ảnh hưởng tới cây vợt của chúng ta. Và đầu tiên chúng ta sẽ xỏ từ lỗ gần nhất của tầm đầu tiên lên phía trên, lên phần tâm trên, xỏ lên và chúng ta tiếp tục xỏ xuống. Và kết thúc một vòng, chúng ta hãy nhìn lại xem tâm trên và tâm dưới 3 điểm, điểm 1, điểm 2, điểm 3 đã thẳng hàng hay chưa. Nếu thẳng hàng là đúng, 1, 2, 3 cùng nằm trên một đường thẳng là đúng. Và chúng ta sẽ tiếp tục kéo. Các bạn sẽ cầm đầu lưới từ dưới, từ đây các bạn kéo xuống 1, các bạn hãy cầm từ dưới mặt vợt kéo xuống 2 3, các bạn kéo cho tôi 7 cái rưỡi, 4 5 6 7 7, và các bạn sẽ kéo thêm khoảng gần một găng tay là 7 rưỡi. Và chúng ta hãy giữ đầu dây bên kia lại và tiếp tục. Chúng ta lại tiếp tục xỏ từng dây một. Chúng ta thấy lần lượt xỏ lên, xỏ xuống. Kết thúc một vòng các bạn lại kéo cho tôi, kéo căng ra. Và tiếp tục cứ lần lượt từng lỗ một. Các bạn kéo cho tôi. Cứ kết thúc một vòng các bạn kéo căng ra. Rất đơn giản không các bạn? Khi bạn quen tay rồi thì thao tác của chúng ta sẽ nhanh hơn. Còn mới đầu các bạn hãy thực hiện chậm thôi. Đặc biệt cây vợt Jonet chúng ta đang cầm thì chúng ta phải cách lỗ ra, tại vì lỗ trên lỗ dưới không cân xứng nên chúng ta phải cách lỗ. Có những cây vợt chúng ta không cần cách vì lỗ trên và lỗ dưới cân xứng với nhau. Còn những cây vợt các bạn thấy không, lỗ sát như này chúng ta phải cách lỗ ra. Các bạn nhớ rõ cho tôi, nếu cây nào mà đều lỗ cách thì sẽ không cách. Các bạn nhớ nhé, nếu vợt nào đều lỗ, lỗ trên lỗ dưới đều nhau thì sẽ không phải cách, thì sẽ không cách. Còn những cây vợt nào mà lỗ sát như thế này, các bạn thấy rõ không ạ, lỗ sát như thế này thì các bạn phải cách một lỗ ra và tiếp tục lỗ thứ hai. Có một câu là không cách thì không cách mà cách thì phải cách. Các bạn nhớ tại sao tôi nói vậy, cách thì phải cách. Khi đã những cái lỗ này sát nhau, cách một lỗ thì tất cả những chỗ khác chúng ta cũng phải cách phần trên. Và chúng ta lại cách. Đây các bạn thấy không ạ, những lỗ nào không cách, cây vợt nào không cách, nếu đều trên dưới mà đều nhau thì không cần phải cách. Mà những cái lỗ nào gặp những trường hợp cây vợt lỗ sát nhau như thế này
lỗ rất là sát nhau, nếu chúng ta xỏ lần lượt thì sẽ không cân xứng với bên dưới, thì chúng ta phải cách một lỗ ra, cách thì sẽ phải cách lỗ thì tất cả những lỗ khác chúng ta cũng sẽ cách. Và khi kết thúc nửa của mặt dọc, các bạn đếm rõ, bắt đầu tính từ dây ở giữa trung tâm phần mặt bên này kéo qua, chúng ta sẽ đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, và dây thứ 11 là dây kết thúc. Các bạn thấy rõ không? Không tính dây bên này, chúng ta sẽ tính từ dây của nửa con vật bên này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, và cuối cùng là dây thứ 11, chúng ta sẽ kết thúc ở dây số 11. Và một điều chắc chắn 100% là kết thúc ở dây số 11, nhưng lỗ dưới chúng ta sẽ kết thúc ở lỗ thứ 12. Các bạn thấy rõ không nhé? Các bạn phải lưu ý cho tôi điểm này. Dây thì kết thúc ở dây thứ 11, nhưng lỗ dưới là phải kết thúc ở lỗ thứ 12. Đấy là điều bắt buộc. Các bạn phải lưu ý cho tôi điểm này. Chúng ta sẽ cách lỗ 11 ra và kết thúc ở lỗ 12. Bỏ lỗ 11, kết thúc ở lỗ 12. Tất cả các cây vợt đều phải thực hiện như vậy. Nếu các bạn muốn xỏ lưới chính xác, các bạn phải lưu ý. Và chúng ta sẽ khóa dây ở một cái lỗ to, có thể là lỗ 5, lỗ 6, lỗ 7. Tuyệt đối không được đưa vào lỗ 8. Chúng ta đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì chúng ta quan sát 5, 6, 7 có lỗ nào to, chúng ta sẽ khóa dây lại. Không được ở lỗ 8. Tại sao không lỗ 8? Tí tôi sẽ giải thích cho các bạn sau. Và chúng ta lại tiếp tục phần nửa bên kia. Phía bên này thì rất đơn giản, chúng ta sẽ xỏ giống y phía phần bên kia. Các bạn hãy xỏ nhanh. Các bạn nhớ cho tôi là những cây nào phần trên phần dưới đều nhau thì chúng ta sẽ không cách. Còn những cây vật nào không đều nhau như cây chúng ta đang xỏ đây, lỗ rất là sát, phần trên rất là sát thì sẽ không đều ở phần dưới thì chúng ta sẽ phải cách. Mà những cây nào không cách thì chúng ta sẽ không cách. Cây nào cách thì chúng ta bắt buộc phải cách. Các bạn nhớ câu không cách thì sẽ không cách, mà cách thì sẽ phải cách, 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 cách. Phần dưới kết thúc ở dây thứ 11. Cây dây này dây thứ 11 ở phần nửa bên này. Nhưng lỗ thì phải kết thúc ở lỗ thứ 12 phần dưới, bỏ lỗ thứ 11. Và chúng ta sẽ tiếp tục dây ngang là dây số 8. Tại sao tôi nói là khóa dây thì không được khóa dây số 8? Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng dây lỗ thứ 8 để chúng ta bắt đầu dây. Chúng ta sẽ đếm từ tâm ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và lỗ thứ 8 là lỗ bắt đầu của dây ngang. Chúng ta sẽ sử dụng hai ngón, ngón cái và ngón giữa để sử dụng cho đan lưới. Hai ngón chúng ta sẽ cầm vào đầu của lưới và chúng ta sẽ kéo lên đầu vợt. Và chúng ta sẽ bắt đầu lên xuống. Hai ngón tay sẽ có nhiệm vụ là đẩy lên, đẩy xuống. Các bạn thấy rõ, lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống. Chúng ta sẽ thực hiện thật chậm, lên, xuống. Và chúng ta sẽ căn qua bên này là lỗ thứ 8 ở phần bên kia, đối xứng nhau. Và chúng ta đã kết thúc được một dây ngang. Và chúng ta sẽ tiếp tục lỗ thứ 9 và chúng ta sẽ lần lượt tiếp tục lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống. Và dây số 9 và dây số 8 sẽ không được trùng nhau, sẽ phải đan xen nhau. Các bạn nhớ rõ là các dây phải đan xen nhau. Và chúng ta kết thúc một lượt, chúng ta lại kéo căng ra. Và tiếp tục lỗ thứ 10. Lên, lên, xuống, lên, xuống. Và khi chúng ta thao tác nhanh, động tác chúng ta rất là linh hoạt và sẽ giảm bớt chi phí cũng như thời gian, mất thời gian của chúng ta. Và dây số 22, chúng ta sẽ dây 22 là dây kết thúc của phần dây ngang. Và dây dọc cũng là 22, dây ngang cũng sẽ là 22. Và chúng ta đã kết thúc. Và dây dọc là 22 dây và dây ngang cũng là 22 dây. Và chúng ta đã kết thúc 6 phút học cách xỏ lưới. Và video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lên máy và cách đan. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Xin cảm ơn.